Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh kiếm tiền online CTX Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhá Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái sự kiện vô cùng hot đến từ Coi98 Mọi người làm nhiệm vụ mọi người có thể nhận được Coi98 Trước khi vào giới thiệu cái nhiệm vụ này cho mọi người thì mình sẽ thông báo cho mọi người một cái điều là Hiện tại có rất là nhiều bạn inbox cho mình là hỏi mình có mua Coi98 không Thì mình sẽ tâm sự thật cho mọi người nhá Hiện tại thì giá Coi98 sau một thời gian hot thì nó đã được hạ nhiệt với cái mức thu mua là 1k trên một coi và chính thức là admin từ cái app coi 98 đang thu mua lại cho mọi người nhưng min của admin thu sẽ là 100 đồng Coi 98 thì sẽ được 100.000 uh, Ok thì mình sẽ nhận thu mua lại cho mọi người Nếu mà mọi người cần Và mọi người có nhu cầu muốn bán cho mình Với cái giá sẽ là 900 đồng Trên một đồng nha Mọi người có thể bán cho mình Hoặc là mọi người có thể ôm đợi khi nó lên sàn Các kiểu Thì uh, mọi người sẽ bán sau còn khi mà mình thu mua cho mọi người với cái giá admin thu chỉ là 1k thôi thì chắc chắn là mình sẽ mua thu mua với cái giá nhỏ hơn admin một chút. Nên các bạn sẽ cân nhắc nhá. Một là các bạn có thể ôm cái đồng coi 98 này, mình thấy nó cực kỳ tiềm năng. Hai là các bạn có thể bán trực tiếp cho mình luôn với cái giá là 900 đồng trên một đồng. Mình sẽ thu mua mọi số lượng nhá. Đi vào mọi người thôi Ok thì hôm nay chúng mình sẽ cùng đến một cái nhiệm vụ hot hit Và mình tin chắc là có rất là nhiều bạn hào hứng với cái nhiệm vụ này Ok thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nhìn cái lịch sử trả thưởng coi 98 của mình nhá. Mọi người có thể nhìn thấy này, mình đã nhận được Red Bonus có Nani Future. Ok, mọi người có thể nhìn thấy là rất nhiều từ Nami này, Nami này. Ok. Ngoài ra đặc biệt hơn mình sẽ kéo xuống đây cho mọi người xem có một cái rep này rep nam -mi, đúng không và mình nhận được một coi ở đây là sẽ là rep tầng cho mọi người nhá hiện tại thì đang chạy là hai tầng ví dụ nhà mình tuyển được bạn bạn đăng ký thì mình sẽ nhận được là hai coi chín tám bạn tuyển được một người dưới mà bạn kia đăng ký thì bạn nhận được hai coi 98 còn mình sẽ nhận được là một coi 98 cực kỳ là hot hit và đây chính là một cái sự kiện hot để cho những bạn mà có rep mà đang có nhu cầu muốn kéo rep thì đây cũng chính là cơ hội để cho mọi người có thể làm mình khuyên thật nhá hiện tại mình thấy coi 98 cực kỳ là ổn với team đắc vô cùng ổn luôn Khi mà mình nói chuyện thực tế với team Thì mình đã hiểu được là người ta ổn như thế nào Và mình nói thật là team Coi 98 tốt hơn VNDC rất là nhiều à, Ok nên mọi người sẽ cân nhắc nhá đây chính là cái nhiệm vụ rất là hot để các bạn mà có rep này Các bạn chưa có rep, các bạn làm nhiệm vụ đi kéo rep cũng được Các bạn có thể thu mua coi lại cho rep và sau đó thì bán cho mình Nói chung là mọi người cứ thụ mua mua cái giá thấp hơn cũng được Bán lại cho mình với giá 900 đồng Nói chung là hoặc là bán lại cho admin với cái giá là 1k Ok, nói chung là tất cả đều rất là ổn Rồi, hiện tại thì mình đang có là 3.893 đồng coi 98 này tương đương là gần 4 triệu đúng không? Thế mọi người cũng thấy khá là ổn Ok, ngoài ra thì mọi người có thể sử dụng Coi 98 và mua những cái sản phẩm ở trên này Thì uh, hôm trước thì mình có tặng các bạn một cái thẻ Vina là 20k Thì hôm nay mình sẽ tặng mọi người một cái thẻ Vina là 50k nhá Bạn nào mà nạp được thì đừng quên là comment ở dưới phần mô tả cho mình biết nhá Đây chính là mã thẻ nạp thì các bạn hãy nạp vào nhá Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia cái sự kiện kia Ok, đầu tiên thì mọi người sẽ kích vào cái phần kiếm thưởng giúp mình nhá Ở đây thì mọi người sẽ kéo các nhiệm vụ Ở đây có nhiệm vụ là Nami Photos Futonet hay sao nhỉ? Thật ra tiếng Anh của mình hơi kém, chắc uh, chắc phải phải đi học thêm. Thì ở đây các cái nhiệm vụ điểm danh hoặc các cái nhiệm vụ ở đây mà mọi người chưa hoàn thành thì các bạn có thể hoàn thành và uh, làm nhá. Và hai rep và hai coin trên một rep. Yes. Đầu tiên thì mọi người sẽ ấn vào cái nhiệm vụ này giúp mình nhá. Ok thì nó sẽ thông báo là số điện thoại của mình này chưa đăng ký tạo tài khoản ngay thì các bạn sẽ ấn ok giúp mình nhá. Rồi, khi mà ấn OK thành công thì nó sẽ đưa cho mọi người đến một cái trang web. Đây chính là cái sàn giao dịch Nami, là một cái sàn chơi coi của Việt Nam và mình cũng biết khá là nhiều team của Nami. Nói chung là cái sàn này khá là ổn. Mọi người hy vọng là sau này coi 98 sẽ được nít trên Nami thì các bạn có thể bán trực tiếp ra Việt Nam đồng và không qua trung gian và tránh scam. OK? Thì ở đây mọi người sẽ tiến hành đăng ký giúp mình nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ điền cho mình cái địa chỉ email ở đây. Tiếp theo là mọi người sẽ đánh cho mình cái password này lặp lại cái password vừa nãy sau đó thì mọi người sẽ ấn đăng ký giúp mình nhá. ở đây thì các bạn có thể làm theo mẫu như mình nào. đầu tiên mail này mật khẩu Lặp lại mật khẩu và đăng ký. zep ok chúng tôi sẽ gửi về email xác thực cho bạn. thì vui lòng vào hộp thư và kích vào chỗ xác thực. thì mọi người sẽ truy cập vào cái địa chỉ email mọi người đăng ký. sau đó thì mọi người sẽ tìm thấy cái từ confirm thì các bạn sẽ ấn vào confirm để xác định nhé. Ok thì mọi người sẽ à, Khi mà mọi người xác thực thành công Thì nó sẽ bắt mọi người là hoàn thành hồ sơ Ở đây chính là cái username Thì mọi người sẽ đánh cho mình cái username này nhá Username là trường à, Là trường bắt buộc nên mọi người buộc phải đánh nhá Mọi người sẽ đánh là các chữ thường ấy Và có cả số và viết liền cho mình nhá Không có dấu cách đâu yeah. đây chính là cái ví của của mình nhà Xuân Chu 997. Thì username này thì một người chỉ có một cái thôi đó. Yes, ok, thì bây giờ mình đã đăng ký thành công rồi Thì các bạn khi mà đăng ký thành công Thì các bạn sẽ ấn back trở lại nhé Hoặc là mọi người ấn tab này ra Và mọi người quay lại coi 98 giúp mình Yes, sau khi mà quay lại coi 98 thành công Thì mọi người sẽ tiếp tục ấn vào chỗ Nami này giúp mình nhé Chỗ Nami này Ok, thì nó sẽ hiện lên là bạn đã đăng ký thành công Và bạn sẽ nhận được hai coi 98 Thì mọi người ấn ok Thì hiện tại thì mình đã hoàn thành Nó đã không thể nào chạm được cái này nữa rồi Ok, thành công rồi ok đây là một cái nhiệm vụ khá là hay và đây chính là cái cơ hội để cho những bạn đã có rét rồi thì các bạn có thể đi tuyệt và hướng dẫn người ta làm hoàn thành tất cả nhiệm vụ à, mình tâm sự thật là sàn nami cũng khá là ổn Uh, Chay của Sàn Việt Nam á, uh, có bán cả VNDC nhá Thì các bạn nếu mà có VNDC mà các bạn không muốn bán cho mình Với cái lăng nhằng nắm thì các bạn có thể bán ở Nami uh, Nhưng mình vẫn thấy là cổng VNDC.io hiện tại đang rất là ổn Và mình sẽ nhận thu mua Coi98 uh, coi cũng như là VNDC lại cho mọi người Nên bạn nào mà có nhu cầu muốn bán thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình nhá Link mình sẽ để với phần mô tả có vấn đề gì không hiểu thì hãy inbox trực tiếp qua Facebook Yes, bye bye. Hẹn gặp lại.